Em xin chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, đây là Bình Ô Tô Cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Thì hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2020. Hiện tại bây giờ đang là 11 giờ rưỡi trưa rồi. Thì bên em chiều hôm qua xin chia sẻ với mọi người là chiều hôm qua em có xuống Thái Bình và mua được một chiếc xe Granny 10 rất đẹp và rất lướt và nó rất mới mọi người nhé. Xin khẳng định với mọi người là nếu như bác nào đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe Hyundai Granny 10 bản full mà sedan hai đầu thì chúng ta có thể cân đối chiếc xe này của bên em, bởi vì là thứ nhất nó là sơn zin 100%, thứ hai là chất lượng chiếc xe thì nó rất là lướt. Thì em xin được trân trọng giới thiệu cho tất cả mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Hyundai Granny 10 phiên bản sedan hai đầu 1.2, số sàn bản đủ, bản full, màu trắng, nội thất đen, pha kem, sản xuất năm 2019, đăng ký lần đầu tháng 5 năm 2019, tên tư nhân biển tỉnh. Một chiếc xe bản full 1.2 số sàn sedan hai đầu màu trắng rất là đẹp, lên được cũng tương đối khá ít đồ chơi. Thì bây giờ như thường lệ em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này để đánh giá cho tất cả mọi người cùng được nắm mắt. Em xin nhắc lại, đây là chiếc Hyundai Granny 10 phiên bản 1.2 số sàn bản đủ mọi người nhé. Phiên bản sedan ạ, sản xuất đăng ký lần đầu tháng 5 năm 2019. Xe rất là mới, lốp còn theo xe, chạy 1.8 cây số xịn mọi người nhé. 1.8 cây số xịn. Bác nào mà cọc sớm hay là yêu thích chiếc xe này thì em sẽ để giá tốt nhất cho bác nào liên hệ sớm mọi người nhé. Một chiếc xe Granny 10 rất là đẹp và rất là lướt ạ. Đó, em quay qua về phần ngoại thất. Ngoại thất cho mọi người cùng xem. Xe sơn zin em à, về chất lượng xe thì em xin được nhấn mạnh lại với mọi người là không chỉ riêng xe này, tất cả xe em bán ra em đều cam kết cho các bác là xe không đâm đụng và xe không ngập nước, không taxi. Thủ tục an ninh giấy tờ là đảm bảo mọi người nhé. Về vấn đề chất lượng của riêng chiếc xe này thì các bác yên tâm 100%, nếu như lên xem xe mà nó không đúng như sự thật thì em hoàn toàn là tặng 5 triệu đồng để cho các bác chi phí đi đường Granny 10. Bây giờ em xin phép đi vào phần máy để quay qua cho mọi người cùng xem. Xe còn thơm mùi mới mọi người nhá. Thơm mùi mới ạ. Đây, máy đây ạ. Máy xe đây. Các bác thấy từng cái điểm sơn nó vẫn còn nguyên zin này. Ni lông ở trên hộp cầu chì này. Đó. Ốc cabo đây. Chiếc xe này thì em chỉ cần quay qua thôi các bác cũng đã hiểu rõ về chiếc xe nó đẹp như thế nào rồi. Máy rất là nguyên bản mọi người nhá, xe em còn chưa phải làm gì cả. Bởi vì chiếc xe này chỉ việc sẵn đi thôi, không cần phải làm bất cứ một cái hạng mục nào khác cả. Về phần đèn pha đây mọi người xem này, đèn zin nguyên bản, sơn ba đời sốc cũng nguyên bản 100%. Mép này nó rất là thẳng đều. Đèn gầm cũng vậy, không hề xước sát gì mọi người nhé. Không khác gì một chiếc xe mới ạ. Không khác một chiếc xe mới gì cả. La răng đúc này. La răng đúc này. Lốp 19 đây mọi người nhé. Lốp 19. Các bác xem cái bố phanh này, nó sáng rực lên này. Đây, nó sáng rực lên như thế này này. Thân xe này, gương này, kính lái này. Mới lắm mọi người. Trời bắt đầu nắng rồi nên do vậy em xin phép quay nhanh mọi người nhé. Chỉ bàn về giá, không bàn về chất chiếc xe này. Chúng ta chỉ bàn về giá. Táp ly này, bậc lên xuống ốp mạ chrome rồi. Mọi người mua chiếc xe này thì sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ một cái hạng mục nào gì khác cả. Đây là nội thất hàng ghế 2. Hàng ghế thứ 2. Ghế da màu kem pha với màu đen. Đây em em kéo cái nặng thế nhỉ. Chắc là ít lôi ra. Vâng, đây ạ. Bệ từ tay này. Xe có thảm táp lô đây. Thảm táp lô đây, em tạm thời bỏ đây đã mọi người nhá.
Về phần đuôi xe thì các bác cũng được nhìn thấy thì xe chủ nhân họ đã độ lên cái bộ lipo mọi người nhá. Em xin nhắc lại là sơn zin 100%. Chất lượng thì khỏi bàn mọi người ạ. Chỉ bàn về giá thôi. Đây, em mở cái lốp sơ cua cho mọi người cùng xem. Nếu như bác nào mà đang muốn mua chiếc i10 đẹp, thật sự đẹp, thật sự lướt thì đây, liên hệ với em ngay mọi người nhá. Lốp sơ cua chưa hạ. Đây ạ, lốp sơ cua chưa hạ này. Kích lốp này. Xe mà chưa dọn dẹp gì cả. Mà không cần phải dọn, chiếc xe này thì không cần phải dọn. Chỉ việc cứ vậy là bán thôi. Em mới lấy về buổi chiều hôm qua mọi người nhá. Buổi chiều hôm qua. Nên do vậy là bác nào mà thiện chí chốt nhanh thì em sẽ để giá tốt nhất có thể. La răng này. Đấy, còn nguyên cái tem mác này. Lốp cung hô theo xe mọi người nhá. Trần phao này. Đóng cửa chắc nịch, xe trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Đây là phần tắp ly cửa lái này, bốn kính điện là mọi người thấy không ạ? Đang bụi thôi. Mặt gương chỉnh điện, gương kính chỉnh điện. Bậc lên xuống ốp mẹp nẹp mạ chrome. Bậc trong và bậc ngoài đầy đủ. Xe có hệ thống nâng hạ ghế. 2019 ạ, sản xuất 2019. Đây, các bác chiêm ngưỡng cái nội thất của em nó khét mùi mới ạ. Tại sao em lại nói khét mùi mới? Bởi vì nó quá mới. Chân côn này. Xin phép mọi người là em đi vào bên trong nội thất. Không mà nóng quá. Nội thất của chiếc xe thì tuyệt vời lắm mọi người. Chúng ta chỉ bàn về giá thôi, không bàn về chất. Đây là camera hành trình được chủ nhân họ lắp thêm. Kèm theo đó là màn hình cảm ứng nguyên bản theo xe, có camera lùi đầy đủ. Đây là cái hệ thống điều hòa cơ. Điều hòa của Hyundai i10 thì số 1 thôi cũng đã rất là mát rồi. Đây là đề nổ start top, còn nguyên bản và mới tinh. Các bác xem cho em từng cái cần này. Mới này. Đây. Cần xi nhan cũng mới này. Xe chạy 1.8 xịn mọi người nhá, em không tời đâu ạ. Xe còn nguyên ni lông này mọi người, chưa bóc. Đây là ni lông này. Đây. Đó. Xe rất giữ gìn luôn. Xe thì vô lăng 3 chấu bọc da. Nút bấm tích hợp trên vô lăng. Bởi vì đây là một chiếc xe phiên bản động cơ 1.2. Các bác xem cái vô lăng này. Nó mới. Và đây ni lông ở trên cái logo vẫn còn nguyên này. Quá mới luôn. Nút bấm này không hề có vết chảy xước nào của tác động của việc làm lại hay là gì cả. Mà đây là một cái vô lăng nguyên bản. Một cái vô lăng nguyên bản nó sẽ như thế này. Đây, em mở cái cửa ra cho nó sáng, các bác tiện theo dõi này. Vô lăng nguyên bản. Sờ nó còn có cái độ gọi là ma sát. Đây, mới lắm mọi người ạ. Củ số, đi vào phần củ số. Nguyên bản mọi người nhá. Xe chạy 1.8 xịn, tắp lô tắp ly đây. Về chiếc xe này thì em không... Đây các bác xem cái chân côn này. Cái chân côn này. Em xin nhắc lại mọi người là một chiếc xe cho lướt, chân côn sẽ như này này. Quá mới luôn. Đó. Quá mới. Rồi, một lần nữa. À đây, gương kính chỉnh điện. À gương kính điện chống chói này. Cột kèo này. Ni lông này. Ni lông chưa bóc đây mọi người nha. Ni lông này. Ni lông sau này. Xe rất là giữ gìn và cẩn thận. Nói chung là các bác nào đang muốn mua một chiếc xe này mới ấy, thì cần có thể cân đối chiếc xe này của em. Em xin nhắc lại với mọi người, đây là chiếc Hyundai i10 phiên bản 1.2, số sàn bản đủ. Sản xuất năm 2019, đăng ký lần đầu tháng 5 năm 2019. Phiên bản sedan, hai đầu, màu trắng. Xe chạy 1.8. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 358 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ và giá còn thương lượng. Bác nào mà thiện chí chốt sớm đặt cọc thì em có thể để giá tốt hơn nữa mọi người nhá. Thì do vậy là bác nào quan tâm thì alo cho em số điện thoại em để phần mô tả.
Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Em chào các bác.